gặp mà đây là đang trong nội dung cộng đội, nên là ở hai nội dung trước là nội dung đơn đôi, đây là nội dung thứ ba. Thì ở nội dung đơn đôi hai đội đã hòa với tỷ số 1-1 và đây là trận đấu quyết định đội nào sẽ là đội chiến thắng. Điểm số 2-1. Hai trận bán kết lão tướng, bán kết 1 đá sân 2, sau trận sân 2 đá đồng đội công viên Tuổi Công viên Tuổi Trẻ gặp Hưng Lang 1. Bán kết 2 lão tướng công viên Thuyền Quang gặp Hố Mẹ. Ban tổ chức xin thông báo trận bán kết 2 đá luôn ở sân 3. Công viên Tuổi Trẻ gặp Hố Mẻ đá sân 3. Xin mời trọng tài anh Linh làm nhiệm vụ. Bán kết lão tướng sân 3. Công viên Tuổi Trẻ Liên Quân gặp Hố Mẻ. Bán kết lão tướng. Xin mời anh Linh trọng tài làm nhiệm vụ. Chúng tôi xin thông báo lại bán kết lão tướng sân 3, công viên Thuyền Quang gặp Hố Mẻ sân 3.
Chúng tôi xin nhắc lại bán kết Lão Tướng, sân 3, Liên Quân Công Viên Thuyền Quang gặp Bố Mẹ, sân 3. Bán kết Lão Tướng sân 3 công viên Thuyền Quang gặp Hố Mẹ, xin mời các anh nhanh một chút ạ. Chúng tôi xin mời đồng đội Hoàng Diệu, Thái Thịnh vào đăng ký. Chúng tôi xin mời cặp Hoàng Diệu, Thái Thịnh giải đồng đội vào đăng ký. Xin mời trọng tài Linh Dô cho vào trận đấu hoặc sân luôn đi ạ, sân 3 đá luôn ạ. Xin mời đội Thái Thịnh quay trở lại đây ạ. Xin mời đại diện Thái Thịnh quay trở lại đây ạ. Hoàng Diệu và Thái Thịnh ạ. Thank you.
Chúng tôi xin mời đội Hoàng Diệu và đội Thái Thịnh ra sân 3 đá thi đấu đồng đội. Hoàng Diệu và Thái Thịnh ra sân 3 đá thi đấu đồng đội. Xin mời trọng tài Linh Dô tiếp tục điều hành về bàn ban tổ chức nhận hồ sơ giấy tờ. Chúng tôi xin mời đội Hoàng Diệu và đội Thái Thịnh ra sân 3 đá đồng đội. Chúng tôi xin mời sân 3 Hoàng Diệu gặp Thái Thịnh. Xin mời đội Hố Mẻ và công viên về bàn đăng ký. Chúng tôi xin mời sân 2 Lão Tướng Công viên Thuyền Quang gặp Hố Mẻ. Sân 2 Lão Tướng Công viên Thuyền Quang gặp Hố Mẻ. Giải Lão Tướng sân 2 Công viên Thuyền Quang gặp Hố Mẻ. Xin mời trọng tài.